Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tri Thức Quanh Ta. Các bạn thân mến, trong thời buổi xã hội phát triển như hiện nay, thì để bắt kịp với nhịp sống, chúng ta cần phải trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau các bạn ạ. Hôm nay, mình xin giới thiệu đến các bạn một câu hỏi nhé. Bạn có biết thu nhập ròng là gì? Ồ, bạn đã nghe qua chưa? Đi cùng mình đến hết video nhé. Trước tiên xin hỏi các bạn thu nhập là gì? Cái này thì chắc là nhiều người biết phải không? Tôi thay mặt khái niệm trả lời bạn ngắn gọn thế này nhé. Thu nhập là khoản của cải thường được quy thành tiền mà một cá nhân, doanh nghiệp hoặc một nền kinh tế nhận được trong một khoảng thời gian nhất định từ công việc, dịch vụ hoặc hoạt động nào đó. Ngắn vậy thôi cho dễ nhớ và đỡ phức tạp nha. Các khoản tiền đó đem lại từ những nguồn nào nhỉ? Thu nhập có thể gồm các khoản tiền như tiền lương, tiền công, tiền cho thuê tài sản và lợi nhuận kinh doanh nữa nha. Thu nhập là vậy, thế thêm chữ ròng vòng ra phía sau nữa thì sẽ khác thế nào đây ta? Thôi, mình định nghĩa luôn nha. Còn lát nữa mình sẽ phân tích cụ thể về cách tính nhé. Thu nhập ròng hay còn gọi với cái tên khác là lợi nhuận ròng của doanh nghiệp là khoản lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí. Trong tiếng Anh, thu nhập ròng được gọi là net income. Thông thường thì khoản thu nhập ròng sẽ được nhìn thấy trong bảng báo cáo thu nhập của một doanh nghiệp. Đây là dòng mấu chốt quan trọng nhất trong tiếng Anh, nó tên là bottom line. Tôi dốt ngoại ngữ lắm nhưng chắc cũng phải cố nhớ lấy mấy thuật ngữ này thôi. Cũng dễ nhớ mà phải không các bạn? Vậy thì cụ thể cách tính thu nhập ròng của một doanh nghiệp là thế nào? Đây nhé các bạn, ghi nhớ công thức này giùm mình nha. Thu nhập ròng bằng doanh thu thuần trừ giá vốn hàng hóa trừ chi phí bán hàng trừ chi phí quản lý doanh nghiệp cộng lợi nhuận từ hoạt động tài chính cộng các khoản thu nhập bất thường, trừ các chi phí bất thường, trừ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Các bạn đã hiểu rồi chứ? Mình lấy một ví dụ cho trực quan nha. Một công ty kinh doanh quần áo chẳng hạn đã tạo ra thu nhập là 200.000 đô la Mỹ vào năm ngoái và chi phí để tạo ra doanh thu đó bao gồm thiết bị máy móc 50.000 đô la Mỹ, chi phí hoạt động 30.000 đô la Mỹ, lãi vay 10.000 đô la Mỹ, thuế thu nhập 20.000 đô la Mỹ. Suy ra, thu nhập ròng sẽ là 200.000 trừ 50.000 trừ 30.000 trừ 10.000 trừ 20.000 bằng 90.000 đô la Mỹ. Ok, hiểu rõ rồi phải không các bạn? Vậy đối với những nhà đầu tư thì thu nhập ròng nó quan trọng ở tầm cỡ nào? Khẳng định luôn là rất quan trọng nha các bạn. Thu nhập ròng có ý nghĩa rất quan trọng đối với chủ đầu tư vì đây là khoản lời mà công ty có thể tái đầu tư lại cho doanh nghiệp. Nếu các bạn chia thu nhập ròng cho số lượng cổ phiếu lưu hành, đây là cách tính toán số liệu thu nhập được sử dụng rộng rãi trên mỗi cổ phần. Có thể giúp bạn đánh giá cổ phiếu và tính toán một số liệu khác. Thu nhập ròng cũng giống như các biện pháp kế toán khác, dễ bị tác động, dễ bị thao túng thông qua những việc như ghi nhận doanh thu tăng hoặc bằng cách che giấu các chi phí. Vì vậy mà các bạn lưu ý rằng khi xem thu nhập ròng thì cần xem lại tính chính xác của các con số mà công ty cung cấp nhé. Các bạn ạ, giá trị ròng thực chất là quan trọng lắm nhé bởi vì nó là thước đo chính xác nhất của giàu và nghèo. Bạn sẽ không biết được độ giàu có của mình hoặc người khác nếu không biết được giá trị này. Giá trị thu nhập ròng là con số cụ thể được tính toán chính xác không có sự sai số. Qua đó bạn có thể kiểm kê được tài chính của mình từ năm này sang năm sau tăng lên hay giảm đi. Giá trị ròng tăng dần là chỉ số tốt cho thấy rằng đang đi đúng hướng khi lợi nhuận sinh ra tăng lên. Còn ngược lại, nếu giá trị ròng giảm thì dĩ nhiên nó báo hiệu bạn cần phải cố gắng hơn, tìm hướng đi mới hơn để cải thiện giá trị ròng. Nhớ kỹ nhé các bạn thân mến. Thu nhập ròng nó không tính đến chi tiêu, thuế và các yếu tố khác. Vì thế, ngay cả khi thu nhập của bạn đang tăng, nếu giá trị tài sản ròng đứng yên hoặc giảm thì tình hình tài chính của bạn cũng không được cải thiện, vẫn dậm chân tại chỗ nhé. Phải tính cách khắc phục ngay nha. Ngoài ra, khi bạn đi vay tài chính,
Các bên cho vay thường xem giá trị thu nhập ròng như một điều kiện để đánh giá hồ sơ vay và quyết định có duyệt con số trong khoản vay của bạn hay không. Cái này thì quen thuộc với những ai hay đi vay tiền và mua hàng trả góp đúng không? Người ta thường hỏi về thu nhập hàng tháng của chúng ta đấy. Nó ảnh hưởng vậy đấy các bạn. Hy vọng với những chia sẻ của mình trong video ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn luôn luôn thành công trong kinh doanh và đầu tư. Video hôm nay của tụi mình cũng xin được dừng lại tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi hết video nhé. Hãy luôn đồng hành cùng mình mỗi ngày để nắm bắt thêm nhiều những kiến thức thú vị và bổ ích trong cuộc sống nha các bạn. Xin chào!